Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học, tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin phải bảo đảm an toàn theo quy định. Các trường cần kiểm soát bảo đảm thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh. Tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, sử dụng chất phụ gia thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông qua hóa đơn, chứng từ của các cơ sở sản xuất chế biến và phân phối thực phẩm. Bên cạnh đó, 100% bếp ăn tập thể thuê nấu, căng tin trong trường học được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. 100% bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm.